Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Trước khi đấu tố, cần phải có hiểu biết nhất định về hàm ơn và vô ơn. Ngày 6 tháng 9, blog Thiên hạ luận trên VOA Tiếng Việt bình luận từ chuyện của Chu Ngọc Quang Vinh nghĩ về hàm ơn và vô ơn. Tác giả đề cập đến chuyện Chu Ngọc Quang Vinh, 17 tuổi, học sinh lớp 12 ở Yên Bái, tâm sự với một nhóm bạn đồng môn rằng: "Cậu dần dần nhận ra những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật." chỉ biết lừa gạt dân và khiến cậu muốn sau này được sống ở nước ngoài đã tạo ra một trận bão dư luận. Tác giả nhắc lại, sau khi tâm sự của Vinh bị một người bạn bày bày ra trên trên mạng xã hội, một số nhóm và các cơ quan truyền thông đã chỉ trích Vinh kịch liệt với những lời lẽ quy chụp như hỗn xược, vô ơn và là điển hình của tư tưởng phản động. Và đây là hình bài trên blog Thiên Hạ Luận VOA. Đáng lưu ý là ngay sau đó, các cơ quan chức năng của Yên Bái đã cùng vào cuộc để xử lý vụ việc, khiến Chu Ngọc Quang Vinh phải tự đóng trang riêng của cậu trên Facebook và gửi lời xin lỗi. Tác giả nhận xét, cuộc tấn công Chu Ngọc Quang Vinh và phản ứng khiến thiên hạ kinh ngạc từ phía hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam đã kích hoạt một trận bão dư luận khác theo chiều ngược lại. Tác giả dẫn lời nhắn nhủ của Nít Nguyễn Khôi đến những người chỉ trích Quang Vinh rằng các cháu đấu tố cháu trai ở Yên Bái chửi bạn vô ơn và đề nghị trừng phạt bằng cách thu hồi giải thưởng Olympia, cấm xuất cảnh sang Úc du học, khiến chú ngạc nhiên. Chú cứ tưởng với hồng vệ binh thì các trừng phạt đúng đắn là trục xuất khỏi đất nước chứ. Hóa ra, trong sâu thẳm tâm hồn các cháu, giữ lại trong nước, không cho đến Úc mới là sự trừng phạt ghê gớm nhất. Các cháu không nhận ra việc coi đó là sự trừng phạt, đồng nghĩa với việc các cháu đồng tình với phát ngôn của bạn ở Yên Bãi tác giả dẫn tâm sự của bác sĩ xuân sơn võ rằng sau khi được ra nước ngoài học tập ông nhận thấy ở những nước mà tư tưởng tiến bộ đã ăn sâu vào dân trên bệnh viện quốc gia phía phải biết ơn và bắt buộc phải thể hiện sự biết ơn của mình là chính phủ họ phải biết ơn người dân vì người dân đã bầu họ cho phép họ tồn tại đóng thuế để họ có tiền điều hành đất nước bác sĩ xuân sơn võ nhắc nhẹ trước khi đấu tố ai đó cũng cần phải có một sự hiểu biết nhất định về việc hàm ơn và cảm ơn. Và đây là hình em Chu Ngọc Quang Vinh buộc phải làm việc với cơ quan chức năng. Tác giả cũng dẫn nhà giáo Thái Hảo cho rằng trong giáo dục tiến bộ, việc khuyến tấn để học sinh nói thật suy nghĩ của mình là điều vô cùng hệ trọng và nó được bảo vệ vì thứ nhất đó là quyền con người, quyền công dân, thứ quyền thiêng liêng mà thế giới văn minh và cả hiến pháp của nước Việt Nam đều ghi nhận. Thứ hai, điều đó có ý nghĩa và giá trị đặc biệt trong giáo dục cũng như trong quản trị xã hội. Bởi theo nhà giáo Thái Hạo, nếu học sinh nói đúng thì điều đó giúp cho nhà giáo dục củng cố, khẳng định được rằng cách thức của mình là đúng. Còn nếu học sinh nói sai thì nhà giáo dục phải tự coi lại để tìm cho ra nguyên nhân rằng nội dung phương pháp giáo dục của mình không ổn ở đâu và tìm cách điều chỉnh. Đây chính là bí quyết để mọi thứ không ngừng được hoàn thiện thay vì bị tha hóa. Trên hết, nếu muốn thể hiện bản lĩnh hoặc sự yêu thương thật lòng, bạn vẫn phải đi bằng con đường của giáo dục chân chính. Còn không thì phải tôn trọng những xúc cảm tự nhiên ấy. Tác giả tiếp tục dẫn nhận xét ngắn ngẩm của Hồng Thái Hoàng. Gái kiếm chồng tay sức ngoại, trai kiếm vợ tay sức ngoại, công nhân tìm đường xuất khẩu lao động, sinh viên du học tìm cách để khỏi về, giàu kiếm vé định cư, nghệ sĩ kiếm hôn nhân giả, người người nhà nhà tìm cách đi. Vậy một thằng bé muốn đi nước ngoài thì có gì sai? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trước khi đấu tố, cần phải có hiểu biết nhất định về hàm ơn và vô ơn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đấu tố trên mạng tái hiện thảm kịch cải cách ruộng đất. Ngày 6 tháng 9, VOA tiếng Việt có bài Học sinh, nghệ sĩ phải xin lỗi, họ bị đấu tố như thời cải cách ruộng đất. Theo VOA, sau khi nhiều ca sĩ ở Việt Nam đồng loạt đưa ra lời xin lỗi vì đã trình diễn trên những sân khấu được cho là không phù hợp, một nam sinh từng tham gia cuộc thi đường lên đỉnh Olympia cũng phải đưa ra lời xin lỗi sau khi chỉ trích đảng. Và đây là hình bài trên AFA. VOA cho biết nhiều người Việt từ trong và ngoài nước nói rằng những nghệ sĩ và nam sinh này như bị đưa vào một hình thức đấu tố mới của chính quyền. VOA dẫn nhận xét của ông Võ Ngọc Ánh từ Hoa Kỳ cho rằng không phải ngẫu nhiên mà họ đưa ra lời xin lỗi có thể có một chiến dịch nào đó để đấu tố hay để lên án những nghệ sĩ này vì họ đã biểu diễn ở nước ngoài với lá cờ vàng. Theo ông Ánh, chính quyền đã tạo ra một dư luận rộng lớn trên mạng để rung cây dọa khỉ và làm cho các nghệ sĩ khác cảm thấy sợ. Ông nhận định, chắc chắn trước một áp lực lớn của chính quyền, các nghệ sĩ mới phải làm việc xin lỗi đó. Vì họ làm việc xin lỗi đó, họ mất rất nhiều thứ. Họ mất người hâm mộ hải ngoại, họ mất đi dũng khí trước khán giả của mình. Dư luận viên đã kích lên, rồi một bộ phận dân chúng không hiểu đã lên đồng, cùng tạo nên một cuộc đấu tố một xã hội đấu tố mà chúng ta đã gặp trong cải cách ruộng đất từ năm 1953 đến năm 1956 hay phong trào nhân văn giai phẩm cuối những năm 1950 đầu những năm 1960 của thế kỷ trước. Và đây là hình em Chu Ngọc Quang Vinh. VOA cũng cho hay bài viết của Chu Ngọc Quang Vinh bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội, trong đó có những lời mạt sát như vô ơn hay phản bội đất nước nam sinh này sau đó đã gỡ bài khỏi trang cá nhân và công khai nhận mình đã sai cũng như hối hận và mong nhận được sự tha thứ voa dẫn lời nhà báo hà hùng từ đức cho rằng đây là cuộc đấu tố có cường độ lớn nhất từ sau cải cách ruộng đất dư luận viên của chính phủ gieo rắc sự nghi kỵ đánh tráo khái niệm yêu nước thì phải yêu đảng tương tự như trong cải cách ruộng đất khi chính quyền cưỡng bức người dân đấu tố chính cha mẹ anh chị em mình VOA dẫn nhận xét của kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ từ Hoa Kỳ nói rằng đây là hình thức đấu tố mới của thế kỷ 21. Ông Ngữ cho rằng vì xin lỗi công khai được nhà nước sử dụng một cách triệt để đối với những người có quan điểm đối lập với đảng và nhà nước. Ông Ngữ đặt câu hỏi về tự do ngôn luận, đặc biệt cho giới trẻ rằng liệu nhà nước và đảng có thật sự đang tôn trọng hiến pháp mà họ ban hành hay không khi mà điều 25 của hiến pháp cho phép tự do ngôn luận và đây là hình vợ chồng nghệ sĩ Siết Quốc nghiệp và ca sĩ Âu Sơn Ngọc Mai đã phải giải thích về video họ vô tình xuất hiện bên lá cờ vàng ba sọc đỏ tại Mỹ. VOA nhấn mạnh, Việt Nam luôn nói rằng người dân có tự do ngôn luận, dù nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã chỉ trích rằng đảng cộng sản cầm quyền đang tìm cách bóp nghẹt những tiếng nói bất động. VOA dẫn ý kiến của ông Sơn, một người thường dân phản biện xã hội trên mạng cho rằng một xã hội dân chủ thì người dân phải được quyền tự do ngôn luận, kể cả ngôn luận đó là chỉ trích đảng cầm quyền hay chính phủ. Học sinh phải có quyền bày tỏ suy nghĩ, chính kiến và chúng ta cần lắng nghe tôn trọng ý kiến đó thay vì đàn áp, dọa nạt. Nghệ sĩ có quyền biểu diễn ở mọi sân khấu trong và ngoài nước, miễn sao nó phù hợp với thuần phong mỹ tục và luật pháp hiện hành. Khi tư tưởng bị nhốt chặt vào trong cái lòng chính trị, sẽ không thể có ý tưởng đột phá và không tạo ra sự thay đổi, cải cách ông Sơn nói thêm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đấu tố trên mạng tái hiện thảm kịch cải cách ruộng đất. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.